cá vàng nha cả nhà ơi. Đủ cá bự à. Đây là em đầu tiên nha cả nhà ơi. Ôi kiếm, kiếm thủng rồi đấy. Ở đó đi. Dứt. Cá nhỏ rồi. Ít quá nó rỉa không à. Nồi nãy đó. Bè lên kìa. Chém tay cái gì? Đâu lủng luôn rồi. Tao đập bị chém luôn quá. Đây. Cá mới đẻ hôm qua. Cá bự cho bá luôn mẹ nhà. Rồi bỏ vô đây. Bước lại nữa. Từ đâu mà đu dưới như vậy. Lên giờ tới là bây giờ lên con lớn không á? Con quẹo ra. Bây giờ mấy cháu mình thu cần về làm món ăn cho nhà. Ghê hả? Ui. Đây cá đầy một rổ bự luôn cả nhà. Bắt con cá bự lên đây. Con nào bự vậy? Con này nè, con này cũng con câu. Được không? Năm món. Giờ làm món gì? Chi. Nấu cơm nha cả nhà. Dùng chiên cá nha các em.
giờ kêu phụ vậy mà không phụ. Rồi cái biết cơm với cái nồi cơm với kìa. Với mọi hai á. Đi kiếm 40 giặt cho tao. Không vậy. Anh Phương ơi, cứ đi kiếm đi. Anh gì vậy? Thầy mới kiếm đi. Thôi. Lấy cơm gì vậy? Cái này đâu có văng đâu. Đâu có văng đâu mà làm gì vậy? Cái nồi cơm với mọi hai kìa. Đó mày thấy gì không? Ồ, cầm cái này, đủ đạn á. Ừ, bỏ tay chết. Đừng nó văng nha. Được. Cái cây kim rồi sáng nè. Giờ đậm mày hả? Ừ. Anh Phương cô dưới bắt lần nào chưa? Không, tôi lôn rồi đắp sâu á. Cầm đi. Cô dẫn nồi cơm hay là? Nha. Bắt mình về rồi đó. Bắt mình về rồi, cha ra. Chắc ghê rồi. Ghê, vậy là hỏi lột vỡ luôn hả cô? Ủa, để dưới luôn. Cậu Út, hỏi lột vỡ luôn hả? Lột. Lột chứ. Thế đi nghĩ cái lột vỏ không ngoài. À cả rồi. Thì em nghĩ cá cái gì? Cái gì? Giỡn con xuống cọc rồi. Cọc. Mẹ đang cọc á, đừng cọc á. Muốn gì? Đánh nhau không? Dí tao mà dí. Chạy. Chạy chạy giúp giúp. Giúp cho ngoài á, cái chân nó bị gì á. Xuống luôn. Ê. Kiếm đi. Niên khúc đó ấm ức quá. Ấm ức. Mày đập mạnh lên thử. Lên. Ok. Ai đập đập đủ thôi. Đủ thôi. Đủ để dùng thôi nha. Mày đập một hồi vô tay mày là. Đừng ừ, giốt. Thằng nào la làng giết nó. Đâu có đây mà. Báo còn nó còn cầm cũng cầm cũ. Cũng còn cầm gì vậy? Cũng cung. Có cầm hai ngón rồi. Mưa tao. Về nè. Cầm cầm về nè. Rồi mình sẽ ốp cá nha cả nhà. Trong đây mình cùng hưởng cái đồ ăn mình khổ bây giờ đó. Dạ. Cốt là cốt cái này đã bên mấy tâm hưởng. Mình mấy tâm hưởng. Nó quả. Nhìn đầu mình không. Mình bắt bãi chảo lên mình thắng nước màu nha cả nhà. Nếu mình chiên thêm còn như đây mình chiên thêm nữa. Đường thắng nước màu nha cả nhà. Đấy. Đây. Ôi ừ, trời. Ừ, kho cá nha cả nhà. Cơm là nãy giờ chín trước luôn hả là được rồi cơm chín trước luôn hả xe mà giống bạc thê quá cá này nó cong cong vòng chạy đi. Có ốp không? Có ốp không? Ồ, mấy nhỏ ăn phở đó. Mày trù, mày trù, mày trù. Giờ mình cho 2-3 cái ớt vô nha cả nhà. Thêm nửa ca nước vô nha cả nhà. Cho nó ngập con cá xíu. Rồi rồi. Rồi.
Giờ mình kho cho nó kẹo tí xíu rồi cá nó chín rồi mình tập trung mình dùng nha cả nhà ơi. Giờ cá mình chín nha cả nhà. Giờ chín hết rồi. Sạch chưa? Bấm gì ăn chưa? Rồi nha, đừng có lợi dụng cái chảo nha. Mình bỏ tiêu vô nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với team mình nha. Mời cả nhà. Đúng mà. Nhìn bớt con nha. Bớt cho em một cơm. Mất cho em một chiếc cơm. Dễ hơn. Một cái đôi đũa. Hai cái. Nhìn tốt. Ai nhìn tốt. Cơm cũng dở nha. Nè. 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 Chắc ăn nhiều nè. À, chết rồi. À, được rồi. Cần cần cũng ăn cơm. Cô chú quá. Đúng rồi. Giờ mời tất cả mọi người dùng cơm với team mình nha. Wow. Mời cả nhà. Hey. Cơm cá chiên cả nhà. Với cá kho nè. Cá chiều mình câu á cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Cá kho. Cá kho lắm. Con cá là mấy cá nhỏ nhỏ này có con sữa đâu. Nó có cá bự nhất cũng được. Để con cá bự vô. Để cá bự bỏ vô kem. Cá nào bự ra? Nè, cá bự nhất. Cá bự nhất trong kho à. Cá chiên nhưng mà nó rõ. Đấy, đó. Có gì cũng rồi. Cá chiên, kho. Ăn hay phải làm gì ăn. Để xem. Giống còn nhậu nha. Cái gì vậy? Chấm đi. Tốt, chở rồi cơm ngoài về cá kho qua đi. Cơm mà. Thì phải cơm chứ. Mấy chén. Ăn mấy bạn. Quay xong giữa. Quá ngon. Quá ngon luôn cả nhà. Mời các bạn. Nó bỏ đâu rồi. Đây cá rô phi kho nha cả nhà. Ok. Cái cá chiên dầm nước mắm. Nóng nha. Mạnh vô con. Cái đũa này nó hay chặt vụt vậy đó. Đắp mạnh vô. Cái ổ về rồi kìa. Mời cả nhà ăn cơm cá chiên với team mình nha. Đừng mình mạnh vô mấy đứa. Bật cắm đi đó. Dính luôn rồi. Ngon cả nhà ơi. Video mình tới đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà.
Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Ok nhất.